Xin chào 90 triệu anh em, mình là Eric. Trong video lần trước mình đã giúp các bạn chúng ta đã làm quen với cái video đầu tiên của cái chương 4, đấy chính là việc chúng ta sẽ định nghĩa một cái function. Thì hôm nay thì trong video này mình sẽ giúp các bạn chúng ta sẽ gọi là thì chúng ta sẽ đi làm quen kỹ hơn về cái function này nhé. Thì nếu như đây là lần đầu tiên các bạn theo dõi cái video của mình thì các bạn có thể biết rằng channel của mình là Hỏi Dân IT. Thì trên channel của mình có tạo một cái playlist, đấy chính là tự học JavaScript cơ bản từ A đến Z. Thì trong cái playlist này mình sẽ cập nhật video mới vào đây, cũng như rằng các video các bạn xem sẽ được đánh số thứ tự từ thăng không cho đến thăng n nha. Thì để bắt đầu video này, trước tiên thì các bạn sẽ quay lại với project của chúng ta và chúng ta sẽ tạo một cái gọi là chúng ta sẽ tạo một cái file mới nha các bạn. Thì ở đây thì trong lần trước thì mình tạo một cái folder có tên là video 16. Thì hôm nay thì mình sẽ tạo một cái folder nữa của mình sẽ là video 17 nha các bạn. Video 17 của mình, và ở đây thì mình sẽ tạo thêm một cái file nữa là video 17.js nha. Đấy. Thì như vậy rằng là mình đã tạo xong một cái thư mục mới. Thì ở bên trong này mình chứa đơn giản rằng là mình sẽ console.log đi. Hello world, hello world. Hello world from HTML nha các bạn. Đấy, from HTML này, HTML. Mình nhấn Ctrl S nha. Và mình sẽ quay lại cái file index này, mình sẽ thay rằng mình sẽ thay bằng 17 nha các bạn. Đấy. Như vậy là xong nha. Thì để mở cái file này thì các bạn sẽ review in file explorer và các bạn sẽ nhấn nút như thế này. Và mình sẽ cần phải check cái tab console nha các bạn. Các bạn có thể thấy rằng là mình đã in ra cái chữ hello world from HTML. Và cái file mình mở chính là cái video 17.js nha. Thì như vậy là xong. Trước khi là gọi là làm quen cũng như rằng là giải thích kỹ hơn về cái câu lệnh return ấy, thì mình sẽ gọi là mình sẽ viết giúp các bạn ôn lại bài học hôm trước nha. Thì hôm trước rằng là mình đã giúp các bạn gọi là chúng ta đã làm quen với function đúng không? Thì để định nghĩa một cái function thì chúng ta sẽ bắt đầu bằng keyword function. Và sau đấy thì các bạn sẽ cần phải nghĩ cho nó một cái name đúng không? Thì ở đây thì trong bài hôm nay thì ví dụ mình sẽ đặt tên là Eric function này. Eric function nha các bạn. Mình sẽ đặt tên là Eric như thế này. Eric FAC thôi để cho nó gọi là nó khác một chút. Thì cái function này thì mình sẽ như thế này. Đấy. Thì khi mà đặt tên một cái function này, tuy nhiên rằng là mình không khuyên các bạn đặt tên như thế này để định nghĩa một cái function. Tuy nhiên rằng là các bạn cũng không nên, tại vì tên của mình là Eric, nó bắt đầu là một danh từ đúng không các bạn. Ví dụ như là các bạn sẽ đặt một cái function, ví dụ như là các bạn muốn lấy tên của mình đúng không, thì mình sẽ đặt một cái là get name này. Thì như thế này và gọi là chuẩn cú pháp của một function của các bạn. Khi các bạn đặt tên ấy, thì các bạn nên đặt là một cái động từ, tức là nó cần phải thao tác một cái gì gì đấy thì chúng ta sẽ gọi, thì đấy gọi là một cái quy tắc để các bạn đặt tên, gọi là code làm sao cho nó chuẩn nhá. Ngoài ra rằng là trong cái này này, trong cái function này thì nó sẽ có dấu đóng ở ngoặc này, chính là cái input của các bạn. Thì ở đây thì mình sẽ chuyển lại thành cái Eric function này các bạn. Đấy, như thế này. Và ở đây thì giả dụ thì mình sẽ chuyển vào hai biến, các bạn không thích, các bạn có thể nhiều bạn không quen với việc là chuyển hai biến A và B, các bạn thích chuyển hai biến X và Y thì tùy các bạn nha. Thì hôm trước rằng là trong cái hàm này thì mình đã hướng dẫn các bạn gọi là chúng ta làm cái hàm tính tổng đúng không? Thì để trả ra, để thực hiện hàm tính tổng thì chúng ta sẽ trả ra là return x cộng y đúng không các bạn? Rồi, thì để gọi cái function này thì chúng ta chỉ đơn giản là console.log này, checksum nha các bạn, checksum này, chúng ta tính tổng đúng không? Và chúng ta sẽ gọi đến cái function này, Eric, đấy, nó gợi ý rồi. Ví dụ mình truyền vào, hôm trước rằng mình truyền vào là 6 và 9 thì hôm nay mình sẽ truyền ngược lại là 9 và 6 nha các bạn. Thì như thế này nhá, thì chúng ta sẽ in ra được cái dòng chữ là checksum 15 thôi. Mình sẽ refresh này, các bạn thấy rằng là mình đã in ra được chữ checksum 15 đúng không? Thì hôm trước rằng là bài học của chúng ta rằng là chúng ta học cách gọi là như thế nào là một function, chúng ta sẽ cần phải bắt đầu với keyword function, sau đấy chính là tên của function, cái dấu đóng ở ngoặc này chính là gọi là các input parameter, tức là các tham số đầu vào nhá. Thì các bạn có bao nhiêu tham số cũng được nhé. Và các tham số sẽ được cách nhau bởi dấu phẩy. Còn cái code thực hiện chính rằng là trong cái dấu curly braces ở đây, tức là các bạn sẽ gọi là chúng ta sẽ thực hiện trong cái dấu mình đã quên mất trong cái tiếng Việt của chúng ta là gì ấy. Trong tiếng Việt của chúng ta gọi là dấu ngoặc nhọn này, ngoặc nhọn đơn này, kiểu kiểu vậy. Thì bởi vì rằng là đôi khi mình chẳng hiểu sao, tuy nhiên là mình đọc tài liệu quá nhiều bên tiếng Anh thì thành ra rằng là mình cũng đôi khi, ví dụ như các bạn đã phân biệt dấu nháy đơn này, mình dấu nháy đơn này, chúng ta sẽ có dấu nháy đôi này, còn cái dấu này thì mình sẽ gọi là dấu nháy chéo nha các bạn. Đây là một vài cái chúng ta gặp này. Cái này là ngoặc nhọn đơn à, ví dụ chúng ta có cái dấu ngoặc này thì gọi là ngoặc đơn à. Nói thật với các bạn này, đây hai cái dấu này mình hay nhầm này, tức là cái này gọi là ngoặc đơn còn cái này gọi là ngoặc nhọn đơn à.
Thì mình nghĩ là vậy, chắc là ngoài nhọn thôi đúng không các bạn? Tại vì lâu lắm rồi mình không dùng kiểu này. Đấy. Thì ở đây chính là một cái function đúng không các bạn? Thì tại sao chúng ta lại có keyword return ở đây, và keyword return ở đây nó dùng để làm gì? Giả dụ như là các bạn không return x và y, return x cộng y nha. Mình sẽ bỏ cái câu lệnh return đi, mình chỉ cần viết là x cộng y xem là nó có ra cái gì không nha các bạn nha. Mình sẽ x cộng y này. Mình chỉ đơn giản là mình x cộng y. Đấy. Mình sẽ vứt bay keyword return này và mình nhấn Ctrl S xem là liệu có điều gì khác biệt khi mình không dùng keyword return không nha các bạn. Thì mình quay lại nha các bạn, mình sẽ in xem nào. Các bạn thấy rằng là chúng ta bị undefined, amazing chưa? Thì các bạn có thể hình dung rằng là keyword return đấy, nó chính là một cái tín hiệu giúp cho thằng JavaScript biết rằng là cái function này nó cần phải trả ra cái gì. Thì cái dòng return đấy, các bạn biết tại sao mà nó lại bị undefined ở đây không? Chúng ta bị undefined ở đây, tức rằng là cái hàm này nó không trả ra một cái gì hết, cái hàm function này này nó không trả ra, tức là các bạn có nạp input của các bạn chính là hai biến a và b. Cụ thể ở đây là input của mình chính là hai biến 6 và 9 đúng không? Nhưng mà đầu ra của mình nó lại không trả ra một cái gì cả. Tức là mình không hề có câu lệnh return. Thành ra rằng là thằng JavaScript ấy, cái trình trình dịch cái ngôn ngữ JavaScript ấy, nó không biết rằng là cái ngôn ngữ này, cái hàm này các bạn dùng để làm gì và các bạn trả ra giá trị gì. Thành ra rằng là các bạn nhận được một kết quả là undefined nha. Thì cái keyword return này giống hệt như các ngôn ngữ khác, thì nếu mà các bạn return ra một cái gì gì đấy là một số nguyên, một object, thì đấy chính gọi là kết quả, hay nói cách khác là đầu ra của function đấy nha. Thì cụ thể ở đây thì khi các bạn return x và y ấy, thì nó sẽ hiểu rằng là cái hàm này không cần biết các bạn nạp vào đầu vào là cái gì, các bạn xử lý cái đoạn thân ở giữa này này, các bạn a b c i z, các bạn code n dòng ở giữa. Tuy nhiên rằng là một khi mà ví dụ các bạn viết một cái hàm return return x như thế này, thì các bạn có thể thấy rằng là ngay cái trình IDE nó đã giúp các bạn rồi. Các bạn có thể thấy rằng nếu các bạn viết hai cái câu lệnh return ấy, thì ngay ở đây này các bạn có thể thấy rằng nó ghi một cái dòng chữ là unreachable code detected đấy. Từ unreachable tức là code ở đây nó không được với tới, hay nó nôm na rằng code cái dòng mà nó bị hiện mờ như thế này, tức rằng là cái dòng này sẽ không được chạy nha các bạn. Cái từ detected các bạn giống như từ detector tức là thám tử ấy, còn cái từ detected tức là phát hiện ra các bạn ạ. Thì unreachable ấy, tức là cái dòng code return x này là không bao giờ được chạy nha các bạn. Tức là một khi thằng JavaScript ấy, nó gặp câu lệnh return thì ngay lập tức nó sẽ thoát ra khỏi cái hàm này luôn. Hay nói nôm na rằng là cái hàm này các bạn này, cái hàm function của mình ấy, một khi rằng là nó gặp được cái tín hiệu return một phát là nó sẽ là nó gọi là quit job rồi đấy các bạn ấy. Tức là nó sẽ gọi là ok, tao biết rằng cái hàm này mày dùng cái gì rồi, mày muốn cái gì, tao sẽ đáp ứng mày như vậy. Thì như vậy rằng cái hàm này nhá, mặc dù là mình đã viết câu lệnh return khác ở đây, tuy nhiên nó chỉ đáp ứng được một câu lệnh return nha các bạn. Các bạn lưu ý rằng là trong một hàm của thằng JavaScript, hay cụ thể rằng là trong một block code ấy, các bạn chỉ có thể return được, các bạn chỉ dùng được một câu lệnh return nha. Dĩ nhiên rằng mình sẽ mở một cái thực tế cho bạn xem rằng là cái câu lệnh return nó sẽ dùng như thế nào. Các bạn lưu ý rằng là cái câu lệnh return này nó giống hệt như các bạn gọi là dùng cái biến let và var, chúng ta cũng có phạm vi sử dụng biến nha các bạn. Thì để cụ thể thì mình sẽ mở một cái project gọi là mình đi làm cho công ty ấy, để các bạn dễ hình dung nha, là thực tế rằng là chúng ta sẽ dùng như thế nào. Ở đây thì mình sẽ mở lại một cái project gọi là gần đây thì mình mới check, chính xác ra là hôm qua mình phải check cái đống sheet này để hiểu xem mà nó dùng cái gì. Thì ví dụ ở đây có một cái hàm, các bạn có thể thấy rằng như thế này đây. Thì như mình nói, ví dụ như là các bạn muốn cái hàm này để gọi là get cái giá, gọi là cái giá đóng cửa của một mã chứng khoán ấy. Thì ví dụ như thế này này, các bạn có thể để ý thấy rằng như mình nói rồi ấy, nó giống hệt như một biến. Các bạn có thể gọi là dùng, các bạn có thể là dùng một cái trong cùng một hàm, thì các bạn cái hàm get close price này, các bạn thấy rằng là mình có ba keyword return đúng không? Tuy nhiên rằng cái phạm vi sử dụng của nó là khác nhau nha các bạn. Các bạn lưu ý rằng là cái câu lệnh return đầu tiên nó chỉ được hiểu khi và chỉ khi code của các bạn thỏa mãn điều kiện này thì nó mới chạy vào đây nha. Và cái hàm return thứ hai tương tự cũng vậy. Và nếu như là hai cái câu lệnh return này nó không trả ra cái gì thì mặc định nó sẽ return cái này. Thì như mình nói rồi, đây chính là phạm vi sử dụng biến nha các bạn. Các bạn lưu ý cho mình nha. Cái câu lệnh return ở đây nó không báo lỗi bởi vì rằng nó chỉ được hiểu trong cái phạm vi của hàm if này thôi. Tương tự thì cái câu lệnh return thứ hai nó cũng chỉ hiểu trong cái phạm vi này. Và cái câu lệnh return thứ ba là trong phạm vi ở ngoài cùng đấy các bạn này, cái phạm vi cả hàm. Thì đấy gọi là trong thực tế nha, các bạn có thể dùng nhiều cái return trong một hàm. Tuy nhiên rằng các bạn phải lưu ý cái phạm vi sử dụng của nó. Đây gọi là trong thực tế nhé. Bởi vì rằng là mình gọi là thứ nhất rằng là project của chúng ta chưa thực hành. Thành ra rằng là mình đang cố gắng giải thích cho các bạn hiểu rằng là cái này dùng để làm gì cái đã. Còn sau này thì phải phụ thuộc vào project chúng ta làm thì nó mới gọi là thực tế được. Thì đây chính là một cái thực tế mình đi làm nhé.
Rồi, có một cái nữa rằng là ví dụ như thế này. Các bạn có một cái mình sẽ console log nhé. Mình sẽ console log này, console log mình sẽ một như thế này đi. Mình sẽ x cái này ra khoảng mình sẽ cho nó 5 lần nhé. 3 này, 4 này, 5. Đấy. Các bạn có thấy mình đã có 5 câu lệnh console log và các bạn lưu ý cho mình nhé. Các bạn có thấy rằng là mình để hai cái lệnh này trên cùng một dòng nó báo lỗi đúng không? Các bạn biết tại sao nó báo lỗi không? Lý do bởi vì rằng là đúng ra các bạn nên dùng dấu chấm phẩy như thế này này. Mình khuyên các bạn là khi code các bạn thêm dấu chấm phẩy nhé. Thì khi các bạn code mà thêm dấu chấm phẩy thì ngay lập tức thằng JavaScript nó sẽ hiểu rằng là bạn đã kết thúc một câu lệnh. Nếu như các bạn không dùng dấu chấm phẩy thì bắt buộc các bạn phải enter xuống dòng thì nó mới không báo lỗi nha. Thì đấy gọi là trong cái trường hợp như vừa nãy này các bạn này, các bạn thấy rằng là mình không thể nào mà mình để hai câu lệnh console log trên cùng một dòng nó báo lỗi này. Tuy nhiên rằng nếu mình thêm dấu chấm phẩy và các bạn thấy rằng là nó ở trên một dòng, ok cho nó thoải mái. Thì đấy gọi là cái một vài cái điều mà mình lưu ý cho các bạn nhé. Các bạn biết code thì nên thêm dấu chấm phẩy. Thì mình nhớ không nhầm thì thằng Java nó bắt buộc các bạn phải thêm dấu chấm phẩy ấy. Thì mình background của mình là mình chuyển từ Java sang mà thành ra là đấy là thói quen của mình. Cũng như là mình quen luôn cái này. Còn thằng JavaScript nó SIDA đấy các bạn có thể gọi là các bạn chấm phẩy cũng được và không chấm phẩy nó cũng được. Tuy nhiên là mình khuyên các bạn nên dùng dấu chấm phẩy nhé. Và mình đã vừa chỉ cho các bạn một cái trường hợp mà các bạn không dùng dấu chấm phẩy nó bị sai rồi đấy. Rồi, thì ví dụ ở đây thì mình có 3 câu lệnh là 1, 2, 3, 4, 5 nha các bạn. 4, 5 này. Thì cái mình sẽ nhấn Ctrl S xem là nó có in ra được cái 1, 2, 3, 4, 5 không nha các bạn nha. Mình sẽ refresh này. Các bạn thấy rằng là mình đã in ra được cái 1, 2, 3, 4, 5 và checksum của chúng ta là 15 đúng không? Thì như mình nói rồi, thì ngày xưa các bạn cũng chia sẻ như thế này. Cái background của mình thì chính ra rằng là mình là học ngôn ngữ C đầu tiên. Thì ngày xưa khi code ngôn ngữ C, khi học trên trường ấy, thì các hàm thường là return 0. What the hell, những cái hàm nó chả dùng cái gì cả, nó chỉ return 0. Mình méo hiểu tại sao một cái hàm đấy là nó phải return 0. Thì hóa ra cái lý do của nó rằng bạn nào mà còn nhớ ấy, thì nó sẽ là integer main như thế này. Các bạn có thể nhớ rằng là khi chúng ta học C thì chúng ta định nghĩa một cái hàm như thế này và cuối cùng các bạn phải return không không thì lý do nó phải return không ấy bởi vì cái hàm main này ấy, bản chất của nó là một số nguyên thành ra bắt buộc các bạn phải trả về một cái gì gì đấy thì ở đây thì chúng ta return không không là một số nguyên thì cái hàm này nó không lỗi thôi thì đấy gọi là ngày xưa mình học nha thú thật với các bạn mình phải học mấy năm sau mình mới hiểu tại sao mà hàm này phải return không đấy các bạn ngày xưa công nhận rằng là học ngôn ngữ C mình không thể tài nào mà mình nuốt nổi cái ngôn ngữ C các bạn ạ. Nó cực kỳ tù. Sau này mình học Java thì bắt đầu làm project các thứ thì mình mới hiểu được ngôn ngữ lập trình nó là như thế nào. Thì tương tự đối với của chúng ta ấy, thì sẽ có nhiều trường hợp như thế này các bạn này. Các bạn muốn rằng là code của các bạn ấy, đôi khi rằng là nó sẽ check điều kiện đúng không? Một khi nó thỏa mãn điều kiện một phát là các bạn sẽ không muốn cái hàm chúng ta chạy tiếp đúng không? Thì khi vậy thì chúng ta sẽ dùng câu lệnh return nha các bạn, không cần một giá trị gì cả. Các bạn sẽ dùng cho mình câu lệnh return nha. Một khi mình dùng câu lệnh return này các bạn lưu ý cho mình đấy. Ngay cái trình của chúng ta nó sẽ tự động mở code như thế này và các bạn lưu ý cho mình là khi các bạn dùng cái câu lệnh return mà nó không trả ra một cái gì đấy tức là các bạn không trả ra giá trị ấy, thì cái thằng JavaScript ấy, như mình nói rồi nó nhìn thấy câu lệnh return là phát là nó ngay lập tức nó gọi là nó chạy cao chạy xa bay luôn tức là nó sẽ thoát ra khỏi function này và nó sẽ không cần quan tâm rằng là cái này dùng để làm gì ví dụ mình sẽ cái function này let y bằng 0 như thế này các bạn này các bạn muốn rằng là cái đống sheet này nó là nó vẫn chạy mình sẽ if y bằng bằng 5 mình sẽ như thế này nếu mà y bằng bằng 5 thì mình sẽ return thì khi mình dùng câu lệnh return các bạn thấy rằng ở đây hai câu lệnh return mình dùng một lúc đúng không thì nếu như đầu vào mình chuyển đấy mình chuyển y nhá mình sẽ chuyển y các bạn này đấy như thế này nếu mà y của mình bằng bằng 5 mình sẽ như thế này nếu mà mình chuyển thêm một biến y nữa nha các bạn nếu mà mình gọi là mình chuyển 5 mình chuyển cái y bằng 5 vào thì ngay lập tức cái hàm của chúng ta nó sẽ gọi là trả ra một cái undefined nha các bạn thì nó có trả ra cái gì đâu mà các bạn muốn in ra thì dĩ nhiên nó phải là undefined còn gì nữa ở đây thì mình truyền vào ví dụ mình truyền vào biến 4 đi các bạn nhé biến 4 thì nó vẫn bình thường nhá mình nhấn Ctrl F và mình quay lại này các bạn thấy rằng là nó vẫn in ra 1 2 3 4 5 và checksum đúng không thì ở đây nếu như là mình truyền vào biến 5 thì đầu tiên thì nó sẽ in cho mình cái 1 2 3 để các bạn biết rằng là nó chạy cái đống này rồi và nó sẽ không chạy cái đống này nữa đâu này bởi vì chúng ta truyền vào y bằng 5 mà mình nhấn Ctrl F và các bạn quay lại chúng ta xem nhé mình sẽ refresh này đấy các bạn có thấy rằng 123 và undefined ok chưa thì lý do nó undefined bởi vì chúng ta đang in ra một hàm và hàm này chúng ta đang muốn nó return ra một cái gì gì đấy thì đấy là lý do nha còn khi các bạn lưu ý cho mình rằng là khi các bạn dùng câu lệnh return ấy, thì nó đồng nghĩa với việc rằng là các bạn đang muốn cái hàm đấy được thoát ra chúng ta không cần phải return không hay là return một cái ngoặc rỗng hay là return một cái offset
chúng ta chỉ cần dùng dấu return, và nhớ cho mình là chúng ta có dấu chấm phẩy ở đây để cho nó hiểu rằng chúng ta đã kết thúc một function nha các bạn. Thì đấy gọi là giống như là cái câu lệnh này. Thú thật với các bạn rằng là ngày xưa khi mà mình như thế này các bạn này, có thể rằng là các bạn thấy cái này vẫn chưa thực tế đúng không? Thì mình sẽ mở cho các bạn một cái project thực tế mà mình làm nhé. Ở đây thì mình sẽ cần phải open a new window đi. Mình sẽ mở một cái project mà các bạn sẽ hiểu một cái điều kiện này. Chúng ta làm thực tế là nó như thế nào. Ví dụ mình sẽ như thế này. Một cái project mình làm thì các bạn biết rằng là khi chúng ta có điều kiện thì chúng ta cần phải return đúng không? Thì mình sẽ tắt cái này đi. Đây, một cái file mà mình viết chẳng hạn này. Mình Ctrl F và mình sẽ return, mình sẽ search cái từ return. Đây, các bạn có thể thấy rằng đây này. Ví dụ như là mình check điều kiện đúng không? Nếu mà có data một cái là mình gọi là làm một vài thứ xong là mình return thì ngay lập tức cái hàm được mount này nó không chạy nữa. Các bạn thấy rằng là mình dùng return rất nhiều nơi, tức là các bạn sẽ chúng ta dùng return ấy khi chúng ta thỏa mãn một điều kiện gì đấy, nó sẽ gọi là một cái hàm mà các bạn dùng trong rất nhiều trường hợp, thì chúng ta có thể return như thế này. Đấy, các bạn thấy rằng chúng ta sẽ return như thế này. Ngoài ra rằng ở dưới đây mình cũng có return như này, và cái hàm này thì mình chỉ return hai chỗ thôi, nhưng các bạn thấy rằng là khi mình return là nó sẽ không thực hiện cái đống code ở dưới đây nữa các bạn này. Thì đấy gọi là tác dụng của cái hàm return mà các bạn không truyền một cái dữ liệu gì nhá. Ngày xưa thì khi mình đọc những cái return như thế này, what the hell, mình chẳng hiểu rằng là cái return này có tác dụng gì các bạn ạ. Sau này làm nhiều thì mình mới hiểu rằng là khi các bạn dùng keyword return ở đây thì cái đống code ngay ở dưới ấy, nếu mà nó chạy vào cái trường hợp mà các bạn return ấy, thì nó sẽ không được chạy nữa. Thì đấy gọi là tác dụng của hàm return nhá. Các bạn có thể thấy rằng là riêng cái bài về return ấy, mình đã dành riêng một cái video để nói cho các bạn cũng như là các bạn hiểu rằng là cái return nó có tác dụng là gì nhá. Thì các bạn trong cái bài học này thì các bạn chỉ cần nhớ cho mình một điều duy nhất thôi. Đấy chính rằng là khi các bạn muốn phát ra một cái function thì các bạn sẽ dùng cho mình câu lệnh return. Thì đấy gọi là cái lối thoát cho các bạn nhá. Thì đây cũng là kinh nghiệm của mình thôi. Mình đi làm như mình vừa show cho các bạn thấy đấy. Đấy chính là một cái thực tế các bạn phải làm. Thì các bạn hình dung rằng là một function sau này nó không hề đơn giản như thế này nữa đâu. Chúng ta có rất nhiều trường hợp mà phải tùy thuộc vào cái input các bạn ném vào thì nó sẽ xảy ra các trường hợp khác nhau. Thì đấy gọi là khi các bạn mới thấy được là cái câu lệnh return nó cần thiết nha. Chúng ta chỉ muốn rằng code của chúng ta chỉ chạy trong một điều kiện nào đấy. Thì đấy gọi là tác dụng của hàm return. Còn các bạn dùng return bình thường như thế này thì mình không nói rồi, nó cực kỳ đơn giản nha. Thì trên đây chính rằng là cái video của chúng ta gọi là học về cái hàm return. Thì mình sẽ quay lại sách giáo khoa của chúng ta một xíu nha. Thì đối với sách giáo khoa của chúng ta thì các bạn sẽ thấy một cái return statement như thế này. Thì mình cũng để cái phần sách giáo khoa ở phần miêu tả, nên bạn nào muốn đọc thêm thì chúng ta có thể đọc thêm nha. Thì ngoài đầu tiên thì nó sẽ nói rằng định nghĩa và cách sử dụng này. Các bạn nên nhớ rằng chúng ta sẽ return một cái giá trị nha, optional đấy. Nếu mà các bạn mà không return một giá trị thì nó sẽ trả ra kết quả là undefined như mình nói rồi đấy. Optional tức là các bạn có thể return hoặc không nha. Đấy, tuy nhiên rằng mình khuyên các bạn rằng là những cái hàm nào mà các bạn muốn nó trả ra một cái gì gì đấy, các bạn muốn truyền vào một cái input và các bạn muốn lấy ra một cái output đúng không, thì mình khuyên các bạn nên dùng keyword return nha. Ngoài ra rằng các bạn có thể đọc thêm detail ở đây. Tuy nhiên là các bạn thấy nó cực kỳ ngắn đúng không, và nó bỏ một cái phần mình nói là các bạn chỉ cần return không thôi, và nó dùng trong trường hợp nào thì nó missing cái phần đấy. Thì cái phần đấy là mình vừa giúp các bạn bổ trợ rằng là khi các bạn muốn thoát ra một cái function thì các bạn sẽ dùng cho mình keyword return nha. Thì trong quá trình thực hiện video này, nếu như là các bạn có điều gì thắc mắc cũng như rằng là các bạn có bất cứ câu hỏi gì thì các bạn có thể comment bên dưới video cho mình biết, hoặc các bạn có thể join group Facebook. Thì mình có tạo ra một cái group Facebook, thì mình hy vọng rằng các bạn, những người có cùng chí hướng, những người gọi là muốn giúp đỡ nhau học tập, thì các bạn có một nơi để có thể trao đổi và có thể gọi là cùng nhau giúp đỡ nhau nha. Thì link đến tài liệu tham khảo, link đến những cái tài liệu cần thiết trong video này thì mình để tại phần miêu tả của video cũng như là tại comment đầu tiên nha. Nếu các bạn thấy nội dung video hữu ích, đừng quên like, share cũng như bình luận bên dưới video. Nhấn nút đăng ký kênh và bật thông báo để nhận những video mới nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.